Hi, chào các bạn đã quay lại với channel của Hello. mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game Street. Trời, hôm nay do mình cài cuốc với cái nhiệm vụ phụ này để đủ cái ngọc để mình vô tiếp tục cái màn chơi chính. Giờ hình như là mình còn một, hai màn chơi chính nữa là nghỉ á, một màn này với một màn 900 nữa. Đó là hết rồi, hết cốt truyện. Mấy cái phần nhỏ thôi mình không có chơi, không biết nữa. Nếu mấy bạn muốn thì mấy bạn cứ comment bên dưới để mình chơi mấy cái màn nhỏ, để cho mấy bạn nếu mà bí quá thì cứ lên coi theo dõi video của mình để biết thế nào để vượt qua cái ngàn đó. Rồi giờ mình sẽ chơi The Redwood The heroes had many questions for the unexpected spirit, who seemed to have been in charge of disturbing their lives in the recent years. Redwood Forest. There was no time for Cây chatter, gỗ đỏ. but the shards of the broken artifact had to be Cái cây có cái mấy cái nhà ở trong đó kìa. The shard closest to them Xuống vậy. had flown into the Redwood Forest, home to the tallest trees in the world. In the world. Yo. No one's seen this quest through in a thousand years. Why would we be the ones to slay Sarek? Let's not get ahead of ourselves. We need to find all the pieces of the Artifact of Soul before anyone is even remotely ready to hunt for Sarek or his heart. But after this adventure is over, we can all be free, go our separate ways, and everyone will be happy, right? All right then. It's a deal. Yeah. Ê ồ có đi lên trên được không? Ôi ra quả là té. Hết rồi. Ở dưới đây gai không? Ơi. Cái này nguy hiểm á. Nhảy lên được không? Không được rồi. Vậy phải tìm cách nào đó. Ok. Nhảy đây. Ok. Ôi ngon. Quá ngon. Cố gắng ăn hết đi mấy bạn. Ủa rồi giờ sao? Ủa giờ sao? Ơi. Yeah. À, đi lên đây được. Ngon. Tuyệt vời. Cảnh đẹp quá. Có nước là mình thấy sắp có lặn rồi đó. Vì gì chứ chơi game mà rút được kinh nghiệm hết. Nhưng mà làm sao leo lên trên đó để ăn cái cục kia, chìm luôn. À không, cái cục này nổi cái đệt. Ơi ô, cái cục này nó nổi mà nó không có đứng vững. Được. Rồi để anh nhắm cho kỹ nè, nhảy. Ok. À sao nãy mình thì mình dở quá ta. Nếu mà vậy chi cho khó khăn. Nãy để đây đúng không? Lấy con này bắn vô được. Đó. Đó leo lên vậy thôi. Vậy mà làm quá. Lặn xuống. Control.
Ở trong đây có cái cục của ông nội kia còn để lại. Ở bên kia nó có cái gì kìa, đỏ đỏ. Ơi, ăn. Nếu mà hết hơi thì mấy bạn cứ đổi nhân vật khác là được. Cái gì? Space. Nguyên một cái rừng đỏ. Lặn xuống. Để anh này mập này có cái khiên anh quạt ghê quá. Bơi nhanh như máy điện. The Redwood Forest. Cái con gì kìa? Con nai hả? Nai đẹp. Ơi, sao kỳ vậy? Kéo qua đây để nhảy qua đây được. Đừng có chạy. Nè, chạy, bắn nó. Bắn không trúng nó. Đi tìm cho kỹ mấy cục kia để coi chừng sót. Sót mệt lắm, sót quay lại đánh mệt. Trời, gốc cây cứng rồi. Kiếm chặt không gãy luôn. Yêu quái xuất hiện, yêu quái. Chết nhé. Khoan, phải ăn cho được cái cục bên đây cái đã. Để ăn cái cục bên kia thôi gì. À đó thấy không? Ôi xíu nó rớt xuống rồi. Rớt xuống rồi thôi bạn. Lên đây. Hình như có cái gì đó sai sai ở đây là có cái cổng ở trên đây làm gì. Đây rồi, hiểu rồi, bắn cái dây này. Ê, lặn xuống. Ê, trên đây có cái gì? Tôi khoan để lặn xuống cái. Đi. Lặn xuống coi có cái ngọc gì không? Hết rồi. Sao dưới đây nghèo nàn quá, không có gì ngọc nào để chơi vậy? Bay lên. Quá tuyệt vời.
Ơi, nó rớt xuống. Ok, 45 viên rồi. Chắc 1 phần 3 đoạn đường rồi. À, nâng lên thôi à. Ok, ok, hiểu. Phá tan. Yeah. Nhưng mà khoan, nhảy lên được không? Không được. Ngon. Quá ngon. Ủa, cái gì, cái nhà gì? Cái này là cái gì? Hiểu hiểu. Mà sao cái ghê ạ. Gì đây? Rồi cái này sao? Làm gì được? Ok ok. Chà, khó quá đó. Khoan, từ nhanh lên. Ok, gì đây? Rồi, hit and run tốt lắm rồi. Cây này giao vô là ép mày ra thành nước ép luôn nè. Ép mày ra thành nước ép luôn. Ép mày ra thành nước ép luôn. Mất gì ai với tao. Sao? Đây sao nó không có cái gì hết ta? Giờ làm sao để đi tiếp? Đi tiếp ở cái chỗ nào?
Hi. Như là phải đè ở chỗ này nè. Chuyện gì sẽ ra? Ủa giờ sao ta? Ủa kìa, để suy nghĩ coi. Đợt tự nhiên cái chết nhảm. À, phải làm sao cho cái cục đá văng vô trong đây á hả? Làm sao văng vô trong đó được? Bây giờ đổi con này có bắn vô được đâu trong đó không? Cái gì trời? Ơi, ao. Có vậy thôi mà không biết cục này thì nó đâu có bị. Cái địch. Yo, tiến lên. Khoan. Ồ, đây. Trên kia đó.
Để đây xuống chắc ăn. Đó. Dạ. Ok. Còn gì nữa không? Chạy ra đây được kìa. Khoan, hình như nãy mình còn bỏ sót một cục lần kia. Quay lại. Đâu có được, bỏ sót là nó sai lầm lắm rồi. Đây nè, đây còn số cục nè. Ok, cục này ngon lắm. Xong. Tiếp tục nào. Đây nữa. À khoan. Đây. Ồ, cái này sao? À, hiểu rồi. Dưới mấy cục đó. Trời, cục đó 5 viên lận. Bỏ là uổng lắm rồi, thấy không? Ây, ê, ê, ê. Giỡn mà. Vô. Trời, ra ngoài cái cây đúng. Ở trong cái cây toàn là nhà không. Ý ghê quá. Sao bay bển được ở đây. Đó, còn cục nào ở đây không? Không. Đã đâu rồi? Ở đây là giống như là cái cảnh làm ra cho nhỏ này. Trốn rồi hả đây. Một thằng. Nữa. Ông nội mày. Ông nội mày. Dám chơi tao hả mày? Rồi,
cũng dài dài quá vậy. Gì vậy? Sao cục rồi? Cục đi đuôi đâu? Ơi, cái đất cái bàn bay nhảy này. Chết luôn, kinh. Ok. À, nó hở ra rồi kìa. Đâu có thể nào cản tao được. Ok. Fascinating. Fascinating. Tao bài có bằng bên đây thấy nguy hiểm. Làm sao? Đi đâu nữa? Ủa, đâu đi lên được? Đi lên đi chỗ nào trời?
Oh, okay, what the fuck? Chết luôn rồi. Má nhỏ vậy. Ủa rồi vậy rồi đi đâu trời? Không có đi ra gì. Oh, đây nè. Hiểu rồi. Phải nói luôn, cái game bãi đái, game triết học quá trời ảo diệu, thiệt là vi diệu mà. Thằng nào mà làm game này nó đè nó ra hút xác mẹ bà nó trôn. Cuối không ăn được là tức lắm. Cái này hình như có chuyện gì nè. Lấy cái cục này thử mới được. Ồ, chưa lên. Ồ, nó xoay à. Nó xoay à, để coi. Để xoay đi đâu. Chậm dữ trời. Trời. Làm sao nhảy lên đây mới là chuyện đáng nói nè. À, ở bên đó nhảy qua luôn, đúng rồi. Ok. Wow. Có chuyện gì đang rất là lạ ở đây. Cái cây này làm sao? Ờ, à, đúng rồi. Có gì hết. Vi diệu. Hey.
đây nhà trên cây. Ok, tuyệt. Hết rồi, hết rồi đi. Trên đó không có chỗ đi. Ôi, giờ hết hồn. Mẹ bà giật mình. Sao đây? Ok. Ui. Má vậy chết cho bạn. Không được đâu. Tao phải lên đây tao ăn cục này nữa. Đúng rồi. Biến. Hết chất trọng lợi dụng là biến liền cho anh. Quá trời luôn. Chỗ hả? Ra đây. Anh Dũng đánh lộn chiến sĩ. Ôi đông quá vậy. Đông. Đông như quân Mông. Đi 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 đi. Đông như quân Mông hả mày? Ok. Làm sao đây? Làm sao ăn được cục đó đây? Đây nó đây này. Thôi, quá nhẹ nhàng. Ao, đập mấy cục băng. Hồ tuyệt. Hảo kiếm à. Thấy cục đó nhưng mà không có gì hết. Nhanh lên. Quá cao, quá cao. Nghĩ là chắc ở đây là nhiều lâu năm mà không có người sử dụng. Mấy cây này nó đóng băng hết. Trời, không được. Hình như cái này là biệt tài của pháp sư.
Sao đây? Di chuyển đồ vật là phải nói tới pháp sư. Ở đâu rồi? Để đi đâu? À đây đây đây. Ủa sao đá không có cục gì ăn hết vậy? Không biết mà thế nào cũng có cục ngay thế này. Cái cầu thang trên đó sao nhảy dữ vậy? 26 hay 50. Hết rồi à? Mày có thiếu 25 cục. Thôi kệ. Ít nhất mình chắc cũng được cỡ 800 rồi. Giờ làm sao mà để ăn được 100 nữa. Đây 840. Ngon, đây 900 là mở. Cái này 25 luôn rồi, xong rồi, thua rồi. Không thể nào mà mở được cái hàng 900 rồi. Mình cũng xin khép lại cái video này ở đây. Mấy bạn cứ tiếp tục chờ, mình sẽ chơi thêm một phần 900 này nữa. Mấy bạn muốn chơi game này thì mấy bạn kéo xuống description đó, coi ở trên cái trang mình đưa, mình có bạn có thể tải cái game đó về tại đây. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ nhấn subscribe, like để ủng hộ channel của mình. Cảm ơn các bạn.